Bản viên Billion App, đa công cụ cuối cùng để sử dụng tiền điện tử hàng ngày, tiền tỷ, ra ứng dụng của ta app. Rồi có gì cần có trên App Store hoặc là Google Play. Thứ nhất là dễ sử dụng, thiết kế trưởng thành của giao diện làm cho Billion thực sự thoải mái khi sử dụng và đảm bảo giữ tiền của bạn an toàn với cái chốt SPV, các Satoshi và nguồn mở. Sử dụng thanh toán hàng ngày, ID mã thanh toán, ID tiền và điện tử, ID duy nhất cho hầu hết các điều loại điện tử, đầy đủ tính năng và Messenger trao đổi PS. Đấy. Rõ ràng và đơn giản này, trong Billion, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để tạo ra giao diện người dùng độc đáo. Chúng tôi đã thiết kế một kiến trúc sự an toàn và tự động để ứng dụng nó phát quên lại ví. Nhưng bây giờ đối với tiền điện tử, nó dựa trên các thực tiễn tố giác về quản lý tiền tệ và cho thấy tất cả các lợi thế của tiền điện tử một cách đúng đắn một cùng một lúc. Đảm bảo này, Billion là một ứng dụng SPV cung cấp với kết nối trực tiếp vào blockchain. Không có hồ sơ về phí bị hack. Ứng dụng này hoàn toàn tự động làm chủ và không phụ thuộc vào công ty phân phối. Khó riêng được lưu trữ và được mã hóa trên trong phần cứng của thiết bị của bạn và không bao giờ rời khỏi nó. Không có rủi ro mất quyền truy cập và quỹ hoặc rò rỉ thông tin và hoạt động của người dùng cho các cuộc tấn công của hacker vào các máy chủ tập trung cho không gian và kiến thức SPV. Đấy. Trong trường hợp bạn mất cái thiết bị, bạn luôn có thể khôi phục bằng quyền truy cập vào tiền và thông tin của mình từ blockchain. Một cách khôi phục 12 từ này được tạo khi bạn khởi động ứng dụng lần đầu tiên và mã nguồn tất cả hồ sơ được tỷ được công khai. Đây mã thanh toán này. Billion Card ID kỹ thuật số của riêng bạn trong thế giới của blockchain, nó bao gồm hình đại diện, bí danh và mã thanh toán, địa chỉ duy nhất của bạn cho hết các loại tiền điện tử hiện có. Tới năm đặc điểm này, sau khi bạn chọn một liên kết của cái điện tử này, một đầu tư này, số lượng yêu cầu hay là phí có thể điều chỉnh, tin nhắn này, này HSBC mà thông báo là cổ tức là phần không thể thiếu tối là với khái niệm tỷ tham gia ứng dụng tỷ này, bản tin này, Telegram này, bạn có thể đọc Twitter bên bờ của chúng tôi và bán mã thông báo này. Billionaire Token Seller, đây là Whistle Amber, đây là Token Seller này, 47%, 47,9% cho Token Seller này, 36,8% cho Belong to Billion the Company, 6,1% cho Belong to Billion Team, 6,1% cho Investor này, 34% cho bên ti. Đấy. Tương lai của thị trường tiêu dùng này rất nhiều. Lộ trình. Chẳng hạn, chiết khấu 76,5% cho mã thông báo đầu tiên mà bán trong 122 32 triệu và 45,1% cho tổng con số mã thông báo là 27 triệu. Mã thông báo được bán cuối và cùng sẽ được không giảm giá. 119,87 triệu bằng mặt thông báo này, thông tin là không. Bây giờ phần là Wallet là một sản phẩm Bitcoin mã và nguồn sáng tạo. Ứng dụng này được phát triển mô hình UI hiện đại nhất trong tâm trí và sử dụng này. Rồi. Giá này kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại.